Trời mưa gió lạnh lẽo các bạn ơi. Thấy không? Mưa quá trời mưa luôn. Mưa này phải nhậu lẩu mới đã. Các bạn coi mình ương khoai, củ khoai nè. Rễ hết rồi Khoai lang. nè. Khoai lang nè. Đó, năm này khoảng 2 3 tuần mới ấm rồi trồng khoai lang. Lấy lá luộc. Múa đi. Hồi bữa ăn gỏi cam muối, bây giờ mình ăn lẩu cam muối đi, nên nấu canh chua một bữa đây. Canh chua măng nghe. Rồi cam muối các bạn, đấy nha. Bữa nay thèm thịt rừng có, thịt nai có, thịt eo có, mà chú xì bữa nay thèm thịt bò lâu quá không ăn thịt bò. Đây là thịt bò steak nè, có bạch tuộc nữa ở giữa. Ủa chú xì bạch tuộc đâu có nhiều quá. Rồi nồi canh chua mình cũng nấu sẵn rồi. Bây giờ bật lò lên cho anh ấm rồi mình múc ra chứ. Kệ mấy con, bữa mua được mấy con tươi đó, đó, đó. Rồi bữa trước kia nữa, bữa trước là loại này nè. Anh nói bữa trước loại này nè, ồ ăn đã. Nhưng mà loại này cũng ăn, loại này đưa với cũng hết. Và bây giờ ăn được chứ khoảng 2 tuần nữa là cái sữa nó ra milk ăn kinh lắm. Bây giờ nó còn giòn. Con này giờ nó còn giòn, ăn mới được. Cái này ăn con đáng con. Không mà ngộ ở Việt Nam phái sữa miêu yêu tại sữa nóng, sữa nóng rồi thì sữa nóng nó làm quá sữa nóng nó không có giòn giống như đây à. Mình sữa lạnh là mình ăn vô đó nó không có sữa, nó giòn chứ mình còn con này khoảng 2 3 tuần nữa nó ấm đâu ăn được à. Nó miêu rồi nó ra sữa ăn kinh lắm. Nhiều miệng ngon miệng.
Đây canh chua măng ha. Canh chua măng bỏ thêm bào, bào ha. Bỏ lâu lâu ăn, ăn măng ngon lắm á. Very good. Có bào nhỏ. Hello thư dở. Ấy, con bà kè nó sợ mà sao cũng dám đi. Con bà kè này tôi nghĩ là COVID không chết mà sợ là chết. Ờ, sợ, sợ thiết tẩu quả đó. Ủa, à, tôi giữ nè. À, có thịt nai từ đồ mà coi Trung Sĩ thèm, thèm steak nha. Ồ, Trung Sĩ thèm steak nè. Nhà cơm đâu đâu đây, quán sợ. Không. Đó, có mấy con em, có mấy con rồi kệ, bữa giờ tao ăn. Cá ấy xuống rồi nó dẹp măng ra cho nó chín. Lấy cua không? Cua thôi. Hả? Cua đâu? Bây giờ hả? Hả? Nó tao xem đi nè. Hả? Tao xem đi. Thôi vô rồi ăn nhậu bây giờ ai tới lấy nữa. Nó drop drop rồi đang nhưng mà lấy thì kia nó lui xe drop. Rồi vô ăn cá ra. Mời các bạn đây ăn canh chua, đồ cá mú. Ôi. Ôi. Rồi vứt con bạch tuộc trước đây. Có Việt Nam mình đặt cái gì ngộ á. Bạch tuộc còn tuộc nữa. Xuống rồi, sôi cái là được rồi. Rồi mời các bạn miếng bạch tuộc cho nó sôi rồi nó ngập rồi. Mời các bạn miếng bạch tuộc á. Chín vậy liền mà. Lên nó ăn bầu thảy lên tại măng ở dưới đó. Măng ở dưới. Quậy lên. Quậy không nữa mà. Luộc xong mềm ngon hết. Tôi chỉ luộc cái bạch tuộc này quá đó. Để ừ, chót cho châu xì rồi, châu xì à. Từ từ có chót rồi. Ai cho một luộc đưa mà. Ừ. Xì giờ có nghề luộc bạch tuộc. Mình tới đây anh trôi nhiều nghề chứ, nghề cắt da heo cũng đẹp nữa. À, cắt da heo, ác đùa bữa mình cắt phê, bữa mình cắt da heo làm gói phê luôn. Ngộ nghe, mới luộc bỏ trong nồi á, ấy nó mềm, bỏ ra cái cứng liền à. Cắt phê luôn. Chị Phượng ấy cây, chị Tiền chỉ chăm xuống hết rồi. Phải không? Ờ, vô cá coi, mời cá coi. Chị Tiền năm nay là người nông dân á. Phải không? Chị Tư tuổi chị làm ở đây không làm. Chị nông dân hả? Countryman á. Đi đậu cũng đi trong cái trắng trắng thấy không? Không, người ta lạnh thì ăn lẩu canh chua được á hả? Dăm mười mấy cây ớt luôn. Mình thích cái cái dàn cải cải xanh cũng không là. Kìa, cải xanh cũng được. Nắng tầm nữa là nhổ ăn sống được rồi đó. Phải bỏ trong hả? Mời các bạn nữa. Lẽ. Trời bác nữa hả? Đi lần này. Bữa nào mình vô coi lạnh á, tối bữa nay nó gì không? Nhưng mà tối nó cũng chưa có ăn được nè. Nếu mà mình giúp sợ. Có được nhiều cái. Vô, chứ nói vậy chứ đậu của Nguyên ngoài đó kìa, cao gấp 10 lần đậu của người ta. Mình phải biết như, tốt lại năm nay mình rốt, rốt, thử biết sao. Gì? Rốt cái cây nào mình dưỡng tốt á. Tiền nữa chứ tiền nữa nè. Không có mua, năm tới cái cây nào mình không tốt mình mới mua. Mua một cây năm nay 2 lần rưỡi cho. Này dễ quá. 2 lần rưỡi. Thử đi. Cái đó 2 bị đậu giống cái 5 đồng mà mấy chục cây ngoài đó. Mua 2 lần đó rồi cũng tốt. Ủa vậy mà gì Việt Nam đang uống dữ người ta? Mình đậu từ mấy chục cây mà có 5 đồng mà. Nếu trồng lớn thế, Snow Bean nó mới mốt như cắt đồ ăn không có luôn. Đậu ở ngoài đó, rồi đó ở trong cái trắng trắng đó, chừng dài bữa lúc đầu cháu bò lên treo trước thì không kéo đầu lên lóc vàng như nào, đậu đậu gì cho em cho ông xẻo rồi nhẹ nên cái vàng có vàng duy nhất rồi nó là thôi tôi để đó chơi màu nó leo còn ông đậu ông lấy đi, trời kia đậu á, đậu vô ăn trước rồi tiền, có một tháng rưỡi à, xong rồi bầu,
bầu hết. Mới sâu. Bởi vì như là mình trồng thu hoạch cái này hết, không có khác thu hoạch nữa. Để năm tới, năm này nghiên cứu, năm tới mới trồng. Leo hợp lý thôi. Dưa leo ông Thảo trồng 4 cây, trồng ngoài không biết gom xong rồi chết. Rồi chứ. Nó sập xuống nó lạnh. Bây giờ trời nó đổi, tiếc là nó trồng sớm nó hay bị chết. Chết rồi. Tại vì tuần này là đến tuần sau là nó cũng tối đâu cũng 8 độ à, 7 độ à. Độ là mưa hết luôn. Mưa hết luôn. Cướp được quán. Có em có salad spinach của Tây á. Giờ mà đó, cái đó ok, cải thanh của mình á. Xô đồ không sao. Chỉ có mình sợ quế màu luôn nè. Mới trồng ra được hai tôi trồng tí á, tôi trồng tí á, trồng mình cứ nhặt cho mấy cái quế nhặt ra ngoài. Anh Thu là đâu cà hốt đâu. Quế là quế tây là những cái cà bữa đụng về hai chậu đó ra hai chậu bự bình kia rồi bởi mỗi lần nó bẻ ba miếng lá. Quế nấu pasta. Cái là mất chín hết rồi, em có không hiểu. Yeah. Chứ năm ngoái ông Thảo cho mi gì cũng chết trơn à. Ông ương sao không biết. Yếu, cho yếu. Không có gì sống mà tiền. Cho ba cây dưa leo hai cho mi chết á. Mua ngoài không à, đâu ương đâu. Đâu, ngoài năm ngoái nó có ương. Nó cho chị mà chết. Mày nói ương mà. Ông đem tới. Ông ương chỉ là ương mấy cây xung rồi. Ồ, ngủ như nó mua không nữa. Năm nay dưa leo cũng mua, ông cho bút ra. Cây dưa cũng mua hết. Này đâu có thời gian đâu mà ương. Đó, năm vừa rồi thì nó ương chứ. Cái chỗ nó ương mà. Năm ngoái hình như ương thôi. Ương mà chết rồi. Không có gì sống. Năm ngoái tháng 8 không lấy về thì không có ương rồi. Tháng 4, tháng 3 là ta trồng rồi. Tháng 4, tháng 5 là ta trồng rồi. Năm ngoái là người ta đã ương sẵn rồi. Ừ, ương sẵn rồi tháng 4, tháng 5 là đem ra trồng rồi. Mình chỉ dài nữa mà biết mình nuôi gì đâu. Thì năm nay thôi, còn năm đó. Trước nữa kìa. Thì năm ngoái thôi, người ta đầu năm trước nữa. Đã làm con xuống giống trái mũi mà cái màu nó cũng ngon. Wow, cái muối đều đã ra. Dạ. Dữ. Cái này á không chứ ăn vậy nhúng vô canh chua cũng ngon á. Bữa nay mình ăn cái này sao mình thấy ngon. Ngon hả? Tại trời mưa hay sao? Trời không mưa anh cũng lấy cho trời mưa. Thế lần sau ăn cái này cũng phải lấy cho trời mưa. Ồ, hôm giờ ở miền Tây cơn mưa đầu mùa nó đi lụm cái rô, cái lóc đồ quá trời như nó bắt ếch. Trời ơi. Bữa giờ không coi miền Tây. Bữa giờ coi thằng Tiên. Ờ, bữa giờ hôm giờ anh cũng coi thằng Tiên nữa. Nghề nó quen, khổ chứ tối mà lặng liếc đồ phê hả? Rồi ở đâu? Nó trên đảo nó gì, trên đảo có công việc vậy. Ờ, không có công việc gì đâu. Mấy người trên đảo đó chỉ chắc là chỉ đánh cá. Cái review của Oyster lạnh lạnh coi, lạnh lạnh đây, ông mới mát mát miệng nè. Nguyên, cũng có con lạnh lạnh coi. Cho em xem. Dạ, quất con lạnh lạnh coi. Này, tiền phải cái rồi cho người ta coi. Bữa tôi ăn sao? Đang chờ ăn lạo. Chạy hết rồi. Quất ơi. Trong khi cậy hết rồi, ủa, ăn là lạnh, phái ăn là lạnh như nè. Đấy lắm, mát cái miệng. Vừa tới luôn. Ừ, đây vừa tới luôn nè. Giòn đúng không? Cái này mà, ôi tờ này mà khoảng chừng 2 tuần nữa, nó ra sữa là hết ăn luôn á. Đúng không? Đúng không? Nước mắm này nha các bạn. Cái dữ. Dạ. Nước sót cho nước mắm vậy. Nước sót. Này nước sót cho nước mắm vậy. Nước sót cái này độc quyền của nhóm thang dữ nè. Đi, quất đi. Quất vô, lạnh quất vô đó. Chỉ có ăn mì man man mới có thôi. Con sụp sọp đã. Ừ, nó giòn rồi đã. Cho thì làm bên mày con ra. Tiền nấu hả? Củ mi thấy bự rồi hả? Trình cái tuần nữa ăn được rồi. Mình có phải xé ấy không? Mình có phải xé nó ra giống như mấy người kia nói cây cải ra không? Hay là để gì luôn rồi bóc lên luôn? Thì nếu mà dương mà mọi người bạn miếng ra là như phải ấy nó ra còn mình đập á thì tại vì miếng nhiều quá miếng ăn đập thôi, lại còn cái rò cái bên lạnh ngon hả, mình ăn cho hết chẳng biết gì hết. Giòn lạnh ngon, cái này quất lần hai ba con cho mới mới đã miệng mà do chưa để chừng ba cái nữa em đã nói vô mà mới cho vô quá trời luôn mà
đâu có cần mà ngồi đó mà đập đâu, cứ hái bỏ vô. Em đưa tiền mai một nửa xong rồi em gieo một nửa của hồi em. Hồi bữa nhậu là nắng ở ngoài trời, bữa nay nhậu là mưa. Đó biết gì không? Nó tại đây dành lại lỡ ăn hết thì tôi gieo tiếp. Mưa là phải ăn lẩu ra. Mưa là phải ăn lẩu ra. Cái đó là Dương biết bự bự nha, đút bánh xèo ngon đó. Cải xanh hả? Cải xanh của Italy đó, cải nhỏ nhỏ đó, bữa nào của mình bự đút bánh xèo. Bữa mình ngồi mình thấy trời nắng, mình thấy mình biết thằng Tiên đi làm. Cái ngồi mình lục cái hình bắt gấu của mình, cái mình thấy cái hình này lạ, mấy anh này chưa thấy nè. Quất lên lên. Sáng nay em còn nói nữa, hôm qua chuyện của anh Cường mới gọi thằng gì anh hỏi mình cái sọc vô tội tâm. Thôi phải quay rồi nha. Tao tự thử coi. Nó ok không? Nói dở sọc dưa. Bây giờ bà cho nói không? Sọc dưa ok. Gắp miếng chân gà sốt gì đây. Chân gà rút xương nè. Mắm gì? Trên thôi. À. Thì tóm lại trồng cỏi thôi chứ đâu trồng có. Trồng cỏi nè ha. Tôi quất một cốc bà tròn cho mình cũng sần sần rồi chứ, với cốc rượu của mình nữa. Mình làm miếng bạch tuộc nữa coi. Được không? Chị Điên thử cái thứ gọi gọi hả? Có một thằng ở bên Úc á, ảnh cũng đi một mình ảnh à. Có chiếc tàu nhỏ nhỏ đi ra mấy hòn đảo rồi anh bắt cá biển, cá đồ cua rồi anh ăn. Ồ ok á, trên đồ anh cũng ok lắm. Bên Úc. Nam hả? Đồ, Tây. Úc nó cũng dễ lắm. Dễ mà, bắt cua bắt kiếp rồi dễ. Kì, khỏi mới không? Thử mới không? Đu đủ rồi xoài rồi vậy đó. Con là làm món này nhanh đấy. Hồi nãy làm giống má vu á, má vu ba vu là gỡ ở trên ở dưới còn cái móng. Thì cứ a copy được. Hồi bữa anh thấy cái YouTube kia nó chỉ lấy xương mấy này easy luôn á. Dễ lấy xương mà, nhưng luôn. Mà mình lấy ở trên mình không lấy dưới tại. Bây giờ đến lực chiên tét bò tét, mà ăn quá trời rồi bò tét nữa. Ok rồi. Em không biết có là không nha. Đây nè. Ok à. Kia ồ, dưới ớt kia rồi. Ớt kia em cắt hết hả? Ớt đó em cắt cái đất gì em cắt nhiều rồi luôn. Ớt đó em cắt ít thôi chứ ớt nhiều cây là dữ lắm á. Má là ôi cho kìa, bữa nay em mua 2 miếng tét này thấy sắc suy được chứ. Đã chết luôn hả? Thì lâu lâu là thèm ác rồi, mình không bao giờ thèm này nhé. Mình chỉ thèm đuôi bò thôi. Dạ mẹ. Cho mình cái đồ chết sắc cái gì vậy? Ăn quá trời, bây giờ đến phiên món steak của tôi. Ồ, thấy còn sống dữ không mâm? Ok không? Còn dữ luôn. Ồ cái này là ăn sung má la nữa. Quá dữ à. Ồ mà cái dao đó, cái dao đó ok. Dưới cái dao hồi trưa mà sắc cá sao cái dao phát triển răng cưa á. Quá dữ. Có còn ăn hết cái mà cắt không? Cắt luôn hả? Quất luôn hả?
Wow, miếng này nó dày hơn miếng kia nữa. Chưa đứt ra làm hai á mà. Là cắt mỏng maximum luôn này gớt ta anh nói là chấm mấy bữa dày quá. Mời các bạn bông mới coi. Ồ đây, ồ cái này, ồ làm cái này, em có thể cắt món này là ok luôn á. Lần đầu tiên mới thấy con là cắt mỏng như vậy á. Con này là cái gì đó, có gì tối ta thưởng thôi. Thịt bò thì bơ thế là yoga gấp ở thịt bơ